Sơn. Xin chào anh. Ừ, xin chào anh. Đến nhà chơi Việt Nam chưa? Xin chào anh, đến Việt Nam. Có phải biết mình chứ? Chào em. Cảm ơn em. Một đường hữu như vậy là khó với anh. Anh bao giờ lắm? Lắm hay là xin chào anh, đến nhà chơi Việt Nam chưa? Xin chào anh, đến Việt Nam. Có phải biết mình chứ?